Tiếp theo, trận thi đấu số 9, hạng cân 46kg, vận động viên Đinh Thị Dương, đơn vị Nam Định, trang phục đỏ, gặp vận động viên Lục Lệ Giang, đơn vị Thái Nguyên, trang phục xanh. Sau trận đấu này, mời hai vận động viên Đại Thị Hậu, đơn vị Thái Nguyên và vận động viên Dương Thị Nga, đơn vị Thanh Hóa trở về. Mời hai vận động viên vào sân thảo. Xin công bố kết quả trận thi đấu vừa qua, vận động viên Lục Lệ Giang, đơn vị Thái.